Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một chiếc đồng hồ rất là đặc biệt đến từ thương hiệu đang rất là hot và nổi tiếng hiện nay, luôn luôn có mặt tại những cái sự kiện đông người theo dõi, đó chính là thương hiệu Hublot. Sự kết hợp tuyệt vời giữa Hublot và thương hiệu xì gà Arturo Fuente đến từ Cộng hòa Dominican đã nổi tiếng khắp hành tinh, được rất nhiều người đánh giá là một sự kết hợp hoàn hảo khi cho ra mắt một chiếc đồng hồ với một ngoại hình mà tôi phải nói là rất là art và rất là nghệ thuật. Trong video này thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút, review và trải nghiệm một chút về chiếc đồng hồ với một cái ngoại hình rất là nghệ thuật này các bạn nhé. Thì như chúng ta đã biết thì Hublot đã từng kết hợp với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như là Ferrari để cho ra đời mẫu Hublot Ferrari rất là độc đáo và đẳng cấp. Ngoài ra thì Hublot cũng đã kết hợp với nghệ sĩ Sammy Masimucci để tạo ra những cái mẫu Hublot Big Bang Saint Blue mà chúng tôi cũng đã review trong thời gian trước đó. Ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy được đây là một sự kết hợp giữa Hublot và thương hiệu xì gà Arturo Fuente. Tôi đảm bảo với cả các bạn là một ngoại hình mà khi chúng ta nhìn thấy thì đều phải thốt lên rằng wow, quá là đặc biệt và rất là tuyệt vời. Thì cái model Hublot Classic Fusion Fuente này được sản xuất giới hạn chỉ 50 chiếc trên toàn thế giới và đường kính là 45mm. Thì cái đường kính của chiếc đồng hồ này tôi nghĩ là nó sẽ phù hợp với một số người tay to to một chút, có cổ tay tầm từ 16,7 trở lên thì là đeo rất là đẹp. Thì cái điểm đặc biệt thì như các bạn đã thấy rồi, toàn bộ lớp vỏ của chiếc đồng hồ này thì được chạm khắc bằng tay rất là tinh xảo và tỉ mỉ ở những vị trí như sau. Đầu tiên đấy chính là bezel, tiếp đến là các phần tay càng và các cái phần đầu bát nối với dây. Ngoài ra ở mặt sau của đồng hồ thì cũng được chạm khắc rất là tỉ mỉ và kỳ công. Chúng ta hãy cùng đi đến những cái họa tiết, những cái hình cái lá ở trên vỏ của chiếc đồng hồ này. Đây chính là những cái chiếc lá ở trên cây thuốc lá. Và sau một cái quá trình ngâm này và bảo quản rất là khắt khe thì chúng sẽ được cuốn lại thành một điếu xì gà rất là nổi tiếng của thương hiệu Fuente. Trên vành bezel thì đó là các cái ký hiệu chữ X biểu tượng cho thương hiệu Arturo Fuente, lồng ghép với hình ảnh những cái cây thuốc lá được chạm khắc phải nói là rất là tỉ mỉ và kỳ công. Điều này ấy, thì được thể hiện cho cái sự thịnh vượng của thương hiệu và nó nói lên những cái trang trại trồng cây thuốc lá rất là chủ phú đến từ đất nước Cộng hòa Dominican. Sẽ có các bạn thắc mắc hỏi tôi rằng thế chiếc đồng hồ này được làm từ chất liệu gì? Thì đây, chiếc đồng hồ này thì được làm hoàn toàn từ vàng King Gold độc quyền từ nhà Hublot đó. Và những cái đường chạm khắc rất là tinh xảo sẽ khiến cho cái lớp vỏ này nó nhìn nó rất là nổi bật. Ngoài ra thì những cái phần màu đen thì là đã được, nó cũng vẫn là vàng và nó được hoàn thiện để cho nó tạo ra một cái màu sắc tương phản với những cái đường chạm khắc. Cái vành bezel nó có một điểm rất là tinh tế ở cái vành bezel, đó chính là cái phần thân bezel nó có một loạt những cái họa tiết nho nhỏ chấm. Và tôi cũng không rõ đây chính xác là họa tiết gì, nhưng nó được sắp xếp rất là đều quanh cái vành bezel ở phía bên ngoài chứ không phải là phần mặt trên nữa các bạn nhé. Đó, những cái họa tiết được làm rất là đều. So với một phiên bản thông thường ấy thì là cái phần rìa của cái vành bezel thì sẽ được đánh bóng. Thì với phiên bản này nó đã được thay thế bằng những cái họa tiết nối liền với nhau rất là tỉ mỉ, kỳ công và rất là đều. Nói vui, ví dụ như là chúng ta sẽ nói vui và so sánh sang những cái model cũng chạm khắc và rất là nổi tiếng, đó chính là Patek Grand Communication 6002G, một cái model mà chúng ta phải nói là thường xuyên được chiêm ngưỡng khi nhắc đến những chiếc đồng hồ Patek đỉnh cao được chạm khắc toàn bộ thân vỏ. Giá tình hiện tại của những chiếc 6002G thời điểm 2019 này, giá nó dao động từ trong khoảng 2 đến 3 triệu đô la Mỹ. Thì khi chúng ta nhìn thấy một thương hiệu như Hublot được chạm khắc lên thì chúng ta cũng sẽ có một cái cảm nhận nào đấy nó khác hơn hoàn toàn với những phiên bản trơn thông thường. Và chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion Fuente sở hữu một cái mặt số màu đỏ, đỏ sậm, và dưới cái ánh sáng thì màu đỏ này sẽ đậm dần từ giữa ở ra ngoài
và tôi hay gọi đây là nó là một dạng của mặt khói, mặt fume, mặt khói. Các cọc số và kim thì đều được sử dụng chất liệu vàng. Nó không có quá nhiều điểm khác biệt với những phiên bản Classic Fusion, phiên bản King Gold thông thường. Để tiệm màu với cái mặt số và cái dáng vỏ thì đó chính là một bộ dây đeo cao su mà phía bên trên ấy, đó chính là một lớp da cá sấu có màu đỏ, cũng tôi gọi là màu đỏ đun, được làm nên một cái màu đỏ đun rất là đẹp và tôi nghĩ là rất là phù hợp với cái mặt số của chiếc đồng hồ này. Rồi thì chúng ta hãy cùng lật chiếc đồng hồ này lên và nhìn đến mặt sau. Tiếp tục lại là một tác phẩm nghệ thuật nữa các bạn ạ. Thì ở phía sau đó chính là hình ảnh. Như các bạn đang thấy là một hình ảnh một người đàn ông đang ở trong, tôi thấy như kiểu là trong rừng cây thuốc lá, và là sự kết hợp giữa các cái chữ X. Thì mình cũng có thể liên tưởng đến là một cái rừng cây thuốc lá. Thì một cái người đàn ông đội mũ này đang ngậm một điếu xì gà và kiểm tra chất lượng của từng chiếc lá rất là sống động. Đó, đang kiểm tra rất là tỉ mỉ. Và đây như kiểu là một cái công việc khá là đam mê của họ các bạn ạ. Giống như lại nói về đồng hồ, như chúng tôi khi chúng tôi ngắm chiếc đồng hồ này cũng giống như vậy thôi. Thì ở phía dưới sẽ có một dòng chữ, đó chính là Chateon de la Fuente. Đây thì là một cái địa danh, nó là một thung lũng sông nhiệt đới thuộc nước Cộng hòa Dominican. Chính là cái đồn điền trồng và sản xuất nguyên liệu chính cho nguồn xì gà của thương hiệu Arturo Fuente. Còn cái dòng chữ Fuente Opus X chính là cái dòng xì gà nổi tiếng, nổi danh nhất của cái thương hiệu này, được nhiều nhà sưu tầm đánh giá và rất là được ưa chuộng. Nói ngắn gọn thì chiếc đồng hồ này đặc biệt ở hai điểm. Thứ nhất, đó là cái màu đỏ đun. Đó là một cái màu rất là đẹp và hiếm khi xuất hiện ở trên những chiếc đồng hồ Hublot. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là chiếc đồng hồ này được chạm khắc rất là tỉ mỉ và kỳ công, với mặt trước này, mặt sau này, vành bezel này, tai càng nối dây, cùng với một cái độ hoàn thiện là vàng nhưng mà được mài xước đen tạo thêm cái vẻ cổ kính. Ngắn gọn là đây là hai cái điểm nổi bật của cái chiếc đồng hồ này. Ngoài ra cái cỗ máy của chiếc đồng hồ này thì không có quá nhiều điểm khác biệt so với những cái phiên bản khác. Cỗ máy của chiếc đồng hồ này thì đó là một cỗ máy phổ thông thôi, mang mã hiệu là HUB1112, với khả năng chữ cót lên đến 42 tiếng, không có quá nhiều điểm đặc biệt ở phiên bản này. Vậy nên là thay vì để ra hở máy, thương hiệu đã làm một cái đáy với một hình chạm khắc rất là đẹp, là như chúng tôi đã vừa phân tích ở trên. Thì Hublot Classic Fusion Fuente thì có 3 phiên bản: Titanium giới hạn 100 chiếc, vỏ đồng cũng giới hạn 100 chiếc, chỉ duy nhất phiên bản vàng King Gold Limited chỉ có 50 chiếc mà thôi các bạn ạ. Và Gia Bảo thì rất là vinh dự khi được sở hữu một trong 50 chiếc được sản xuất ra, với số của chúng tôi đó là số 45, một con số rất là đẹp. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Thì nếu như các bạn muốn trải nghiệm chiếc đồng hồ này, rất là đơn giản thôi, các bạn có thể liên hệ với Gia Bảo Luxury Hà Nội hoặc là Sài Gòn. Thì chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng và cùng trải nghiệm và lên tay chiếc đồng hồ này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.